điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân 2017 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân 2017 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, đẩy mạnh bán vé qua mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng chèn ép sang nhượng khách, tăng giá vé trái quy định, rà soát bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tổ chức phân luồng trên các tuyến giao thông trọng điểm. Công an tỉnh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các lực lượng khác ứng trực trên các tuyến đường, điều tiết giao thông, bố trí phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố. Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân 2017. Các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu bia không lái xe. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, báo Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân với nội dung phù hợp, cập nhật kịp thời tình hình giao thông trong các bản tin thời sự. Các sở giáo dục đào tạo, sở văn hóa thể thao du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho các tầng lớp nhân dân chấp hành trật tự an toàn giao thông. Các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp nhận các ý kiến phản ánh về an toàn giao thông để kịp thời giải quyết khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phân bổ kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra đợt 2 với số tiền 2 tỷ 200 triệu đồng. Số tiền này được trích từ...